Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nay shop mới về thêm một em code của Butterfly. Dòng code là Butterfly In-Ear ALC, một trong những cây code rất là đẹp. Đó, các anh chị nhìn này. Em để sao chứ anh chị nhìn cho nét. Đó, code đây ạ. Dòng Made in Japan nhé, của Butterfly. Cây này có carbon nhé, có carbon, sợi carbon ALC, tem của Butterfly đấy ạ, chuẩn thi đấu. Dòng này là dòng mắt ngọc anh chị nhé. Riêng cây này thì rất là ok luôn, đã có sẵn sẵn mặt và mặt là mặt mới nhé, thì các anh chị chơi thoải mái luôn. Một mặt thì là mặt đây ạ, một mặt là mặt zin he. Mặt zin he, zin he đó, mặt mới luôn. Còn một mặt là mặt Vistag của Đức nhé, mặt cũng là mặt mới luôn. Hai mặt đều là mặt mới nhé, hai mặt đều là mặt mới chưa qua sử dụng. Thế là các anh chị nào mà lấy cây này thì rất là ok, tầm giá chỉ có 2 triệu hơn thôi, 2 triệu. Chính xác là 2.350.000. Đó, thì các anh chị vừa có cốt này, vừa có mặt vợt sẵn mặt mới chơi chơi luôn rồi. Thì cây này rất ok nhé. Dòng này là dòng carbon nữa, nên là với cái mức giá này thì quá là hợp lý để cho mình có một cây vợt gọi là rất ok để chơi. Mặt thì xịn luôn, rất là đẹp ạ. Anh chị có nhu cầu mua cốt vợt hay là cần tư vấn về các cái sản phẩm liên quan đến bóng bàn nhé, thì vui lòng liên hệ với shop, thì shop sẽ tư vấn cụ thể cho các anh chị và các bạn nhé. Số điện thoại của shop là 0983 131 528 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của shop. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các video tiếp theo ạ.